Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một điều tuyệt vời này. Do mình tự bấm máy và mình tự quay nên là các bạn thấy rằng là mình hay đi tới đi lui. Không sao, quan trọng là mình chia sẻ với bạn. Đoạn video này hôm nay mình nói chia sẻ bạn cái kinh nghiệm mở cái shop kinh doanh thời trang. Cái shop có những bạn muốn đang kinh doanh và muốn mở cho mình một cái shop. Một cái shop quần áo để chúng ta kinh doanh. Thời trang thì có cái shop nó quan trọng, bởi vì để người ta hình dung được, kể cả bạn bán online thì ở nhà bạn bạn đang bán online thì mọi mọi người cũng cũng cần nhìn thấy, cũng cần nhìn thấy cái một cái bức tranh ở nhà của bạn. Khi mà bạn live stream rồi này thì mọi người cũng hình dung ra được cái bức tranh, bởi vì cái thời trang là nó liên quan cái tới cái đẹp mà. Nó liên quan tới cái đẹp, mà nếu mà bạn mà không quan tâm tới cái đẹp, các bạn không trang trí cho đẹp thì người ta không có cảm xúc bán cái mặt hàng khác đó. Thì một số mặt hàng thì không cần đẹp cũng được, ví dụ bạn bán máy laptop, bạn bán sách ví dụ vậy, hoặc là bạn bán đồ ăn thức uống rồi á. Tuy nhiên về thời trang á thì bắt buộc phải là đẹp, phải có màu sắc, phải có kết hợp, phải thiết kế thì chúng ta mới làm được. Thì đó là lý do mà đã kinh doanh thời trang muốn bán được hàng, chúng ta cần phải đầu tư một chút xíu, còn nếu không chúng ta sẽ rất là khó. Không có, nói như vậy không có nghĩa là những lĩnh vực khác là không có đẹp, lĩnh vực nào cũng đẹp hết á, đẹp nó vẫn cứ tốt hơn. Tuy nhiên lĩnh vực thời trang là bắt buộc phải đẹp, bạn nhận ra điều này không? Tại vì ai cũng thích cái đẹp hết. Vậy thì trước kinh doanh thời trang thì nó phù hợp cho cả nam và cả nữ, cho cả giới trẻ và người lớn luôn. Thời trang nó rất là đa dạng, nó phong phú lắm các bạn. Và nếu mà chúng ta chịu khó đeo đuổi thì chúng ta thế nào kinh doanh cũng thành công. Ai rồi cũng mặc đồ hết, và họ hàng năm họ có cái ngân sách cho việc đó rất là lớn. Cái người mà họ càng nhiều tiền thì họ dành cái ngân sách cho việc đó rất là lớn. Cái ngành thời trang là bạn kinh doanh ở cái phạm vi lớn cũng được và phạm vi hẹp cũng được, tức là bạn có thể là bán khắp toàn quốc, bạn làm lớn, hoặc có thể là bạn bán ở cái khu vực của mình. Tuy nhiên bạn phải tập trung cho nó, bạn phải sâu sát cho nó thì chúng ta mới phát triển được. Vậy cái việc đầu tiên của việc mở cái hàng thời trang đó là chúng ta phải chọn chọn cho mình một cái vị trí, chọn cho mình một cái vị trí, cái location đó các bạn, cái vị trí nó quan trọng. Thì một đoạn video trước đó thì mình cũng nói là bạn bán cái này cho ai, bạn bạn phải trả lời được. Video trước mình cũng nói về thời gian và bạn bán cho ai, thì các bạn phải trả lời được cái dòng khách của mình đó là ai, và bạn đặt ở cái vị trí đó, những cái con người đó các bạn sẽ gặp họ được nhiều hơn, họ đi tới đi lui nhiều hơn. Bạn chứ còn nếu mà các bạn đặt sai vị trí, bạn bán cho giới văn phòng thì bạn phải tìm những cái nơi mà nó tập hợp giới văn phòng nhiều, cái văn phòng họ họ hay đến đó, họ đi ngang khu vực đó, họ đi con đường đó. Chứ bạn đặt cái khu mà không có giới văn phòng nhiều thì không được, hoặc là bạn bán thời trang cho giới công nhân, là thời trang thấp một chút xíu cho giới công nhân, thì bạn phải tìm những khu vực mà có nhiều công nhân, những cái khu công nghiệp, những cái nơi đó rất là lớn. Bạn bán thời trang vest, ok, giờ cho những người làm việc văn phòng thành đạt, chức danh tốt một chút chút xíu, chức danh cao một chút xíu, thì bạn phải đi tìm những cái khu vực đó mà có những người họ cần có nhu cầu đó. Nó là cái vị trí để chúng ta đặt cái cửa hàng, cái shop thời trang của chúng ta nó quan trọng vô cùng. Bạn nhận ra điều đó nên là chúng ta phải mất thời gian, nó không phải rẻ, không phải là tìm mặt bằng rẻ. Mà có những nơi mặt bằng nó rất là mắc nhưng mà nó đúng cái khu vực thì cái khách hàng đó chúng ta mới hút được, còn nếu mà chặt khu vực thì không có được. Sau khi chúng ta chọn được cái vị trí rồi rồi thì chúng ta phải bày binh bố trận, ok chưa, để chúng ta trang bị cái cửa hàng đó, chúng ta trang trí cái cửa hàng đó.
cho nó đẹp, thiết kế, đầu tư cho nó sâu vào. Đó. Và dĩ nhiên trước đó là bạn cần phải đi nhìn ngó rất là nhiều cửa hàng, phải đi ra, các bạn nhìn ngó nhiều cửa hàng để thấy ra được cái cửa hàng này nó phù hợp với gì, cửa hàng kia nó phù hợp gì, nó đẹp cái gì. Đó. Rồi cái bước thứ hai là chúng ta phải đặt tên cho cái cửa hàng đó, phải xin giấy phép kinh doanh, hay nói nôm na là thương hiệu. Dù nhỏ chúng ta cũng làm thương hiệu, không phải chờ lớn mới làm thương hiệu. Đó. Riêng cái mảng thời trang thì chúng ta đặt tên cho nó mà nghe nó tay tay một chút, nó sang chảnh một chút xíu. Các bạn thấy toàn là những cái hãng thời trang là nó mang cái tên tay không à. Các bạn đừng đặt những cái tên mà nó lú lú. Ví dụ như là mình tên là Nguyễn Thái Duy, mình đặt là thời trang Thái Duy thì nó không có phù hợp, bởi vì cái thời trang Thái Duy thì chả ai biết đến, người ta cũng không có nhớ đến cái tên của bạn đâu. Chúng ta cần đặt những cái tên mà thứ nhất là nó ngắn, nó đơn giản, nó dễ gọi và nó tay tay. Nó tay, nó có cái phong cách tiếng Anh. Hoặc là nó ngắn gọn, nó đơn giản. Chứ còn chúng ta đặt cái tên nó truyền thống quá thì nó không có phù hợp. Các bạn thấy ví dụ như Gucci, cái mặt hãng Gucci nó nghe nó rất là tây. Hoặc là Dior, ok, cái tên nó ngắn mà rất là dễ đọc, ai lớn gì cũng đọc hết. Và để chúng ta trang bị thiết kế thì nó cũng dễ nữa, nên là chúng ta cần đặt cho mình cái tên và làm một cái, dù nhỏ chúng ta cũng thiết kế cho chúng ta một cái bảng hiệu, rồi màu sắc đặc trưng, thậm chí âm thanh ánh sáng, phối hợp trang trí. Nhớ vậy, có nhiều bạn mở ra đầu tư rất là ok, nhưng mà mình đi ngang mình thấy cái tên nó không phù hợp. Cái tên nó Việt Nam quá. Có thể là chúng ta cũng kinh doanh, ok chưa, chúng ta cũng kinh doanh, đặt cái tên Việt Nam cho những cái sản phẩm truyền thống, ví dụ là thời trang mà truyền thống của Việt Nam của chúng ta thì được. Còn mà thời trang mà theo phong cách giờ thì người người ta chuộng cái tên tây hơn. Đó là lý do mà nó phải đơn giản, nó dễ đọc nha. Chứ mà nó khó đọc thì cũng không có được. Vừa rồi mình có ví dụ một số cái đó. Thứ ba là cái cách chúng ta bài trí trong cửa hàng, chúng ta trang trí và chúng ta bài trí trong cửa hàng. Thời thời trang mà, nên là cái cách mà decor thiết kế, rồi cách treo đồ, bài trí, đầu tư kệ, đầu tư giá, giá để, rồi những cái chỗ mà chúng ta để hàng, nó phải đồng bộ với nhau. Và khi người ta nhìn nó, người người ta thấy nó thu hút, người ta muốn mua. Chứ đừng chúng ta đừng có biến nó thành một cái nhà kho, nhìn nó tù lua, không được. Các bạn cần có những cái người mà có cái con mắt thẩm mỹ thiết kế, họ tham gia vào và họ họ tư vấn cho bạn, họ thiết kế cho bạn, để cho nó giá trị lên. Nên là cái cách bày trí cái cửa hàng á, của bạn á, từ bên ngoài, nhìn từ bên ngoài luôn, nhìn từ bên ngoài đường vào, từ trước cái hàng vào rồi bước vô, thấy không gian nó rất là hay, và người ta muốn mua và người ta sẵn sàng, người ta bỏ tiền vô. Cái sản phẩm nó bình thường nhưng mà bạn bày trí trong không gian đẹp thì tự nhiên thấy nó rất là đẹp. Sản phẩm của bạn nó giá trị nhưng mà nằm trong cái không gian nó tệ thì nhìn nó tệ lắm. Nên là cái lưu ý tiếp là cái cách trang trí và bài trí, các bạn cần phải có cái óc thẩm mỹ, và đó là lý do mà bạn càng càng phải đi tới đi lô nhiều. Cái tiếp theo là chúng ta phải làm sao đó kéo được khách về. Cái tiếp theo nữa mình muốn chia sẻ với bạn, vừa rồi là chọn vị trí này đúng đúng không? Cái thứ hai nữa là chúng ta phải đặt tên, xin giấy phép. Thứ ba nữa là bài trí hàng, và thứ tư là chúng ta phải biết cách quảng cáo lôi khách về. Thì
Khi mà chúng ta làm đó là chúng ta kết hợp cả offline và online. Bây giờ chúng ta phải chọn cả online. À, khi các bạn chọn ở cái mặt tiền nào đó, nghĩa là chúng ta phải tận dụng được cái dòng khách nó đi trên cái con đường đó, cái dòng khách cái khu vực đó. À, làm sao mà họ đi, họ nhìn thấy cái bản hiệu của chúng ta và họ ghé vào. Chúng ta cần có những cái chương trình mang tên để thu hút họ. Hoặc là chúng ta không có khả năng làm đó thì các bạn nên vào các trung tâm thương mại. Tại nơi trung tâm thương mại là người ta đã hút được hàng. Nhưng mà lưu ý hãy tìm cái trung tâm thương mại nào đó đông khách. Có những cái trung tâm thương mại vắng khách quá thì cũng không có được. Hoặc là các bạn đi vào những cái bạn ở những cái nơi xa xôi thì các bạn có cái khu vực cho công nhân rồi thì các bạn có thể là chọn ở những nơi có gần khu công nghiệp, trước cổng khu công nghiệp, hoặc là ở gần chợ thì người ta đi tới đi lui nhiều. Tuy nhiên nó phải phụ thuộc vào cái dòng khách nha. Ở đây bạn phải tùy thuộc vào cái dòng khách đó. Nó là vô hình trong chúng ta chọn những nơi đó thì gì khách nó có sẵn đó. Khách nó có sẵn, tuy nhiên chúng ta phải biết hút vào đó. Một bạn đó là nhân viên của mình thôi, bạn cũng ra cái nhân thời trang, cái lĩnh vực váy đầm á, và bạn chọn cái gần cái chợ sĩ Tân Bình, bởi vì cái khách của bạn là cái khách sĩ, mà cái khách sĩ họ hay tới Tân Bình để họ chợ Tân Bình để họ lấy đồ về, lấy đầm về họ bán. Và bạn đặt cái cửa hàng phía ngoài chợ đó thì có những người mới họ đi vào trong chợ họ ngại, thì trong chợ đó mênh mông bán ngát và nhiều quá họ khó, thì tự nhiên bạn đặt ở ngoài nên họ thấy họ hút vào. Các bạn giờ họ hút vào, họ bị hút vào, tức là đặt đúng cái vị trí thì chúng ta sẽ có được cái luồng khách hàng. Thì chúng ta chọn đúng vị trí là chúng ta phải biết cách marketing để hút cái vị trí đó vào. Có những bạn đặt ở trung tâm thương mại có rất là nhiều người đi ra đi vào, nhưng mà bạn thụ động quá, không có nghĩa là người ta đi nghe cái hàng mình là người ta vào, thì chúng ta cần phải có cái chương trình để thu hút vào. Thậm chí ra ngoài mời họ vào, thậm chí chúng ta có những cái món tặng quà, những cái chương trình thu hút để mời họ vào. Các bạn như nó là các bạn đặt để ý đến cái banner này, những cái trang trí này, rồi để ý để đến cái cách năng động nữa để chúng ta hút họ vào. Tiếp theo là chúng ta phải biết cách làm online. Chúng ta cần phải có cái website, chúng ta cần phải có Facebook, chúng ta cần phải có Zalo, và chúng ta thông báo cho những người ở toàn bộ cái khu vực bán kính khoảng 3 km chung quanh cửa hàng của bạn đó phải biết về lĩnh vực của bạn, là liên tục tạo ra cái sự kiện để mọi người biết về về cái cửa hàng của bạn đang có sản phẩm, đang có hàng hóa mẫu mã về. Các bạn cho chúng ta cần có cái tư duy về marketing. Tiếp theo nữa là bạn cần phải có cái kỹ năng bán hàng. Khách rất là nhiều đi vào cửa hàng bạn mà bạn không có kỹ năng bán hàng thì chúng ta cũng sẽ không bán được hàng. Kỹ năng bán hàng là cái khả năng linh động nói chuyện, làm sao cho khách hàng thích. Có những khách hàng họ mới vào cửa hàng của bạn, bạn nói chị ơi cái cần em giúp giao, họ nói không cần giúp, và bạn nghe lời khách hàng thì làm sao mà bạn bán được hàng. Cái khách hàng họ hay nói như vậy, và cái cách bạn hỏi cái câu là chị ơi cái cần em giúp giao thì cái câu đó là cái câu nó dở tệ. Và khách hàng mà họ có tính một cái xíu thì họ nói thôi để đó, để chị lo, để chị tự đi tìm hiểu, rồi có cần gì thì chị hỏi sau. Và bạn nghe khách hàng như vậy và bạn không làm gì hết thì rõ ràng thì sao bạn cũng sẽ không bán được hàng đâu. Có khách nó vô là nó quan tâm là bạn không bán được hàng, mà bạn phải chủ động hỏi khách hàng, hoặc bạn chủ động khơi gợi cho khách hàng. Ví dụ các bạn nói chị ơi, gần đây bên cửa hàng em nó có ba cái mẫu đầm này. Thì nếu mà khách hàng họ đang mặc đầm, hoặc là chúng ta hỏi thêm nhiều câu, ba cái mẫu đầm này mà thị trường đã rất là quan tâm, nó rất là đẹp, em nghĩ là nó hợp với chị, em giới thiệu cho chị nhé. Thì khách hàng họ tự nhiên họ kháng liền. Bạn nhìn chưa, mình nói là bán hàng đó là một cái nghệ thuật, một nghệ thuật thuyết phục, một nghệ thuật trao đổi, một nghệ thuật nói chuyện. Các bạn hiểu chưa? Rồi chúng ta cần phải có chiến lược bán hàng nữa. Ví dụ là khách hàng họ không mua thì chúng ta phải down sell, nghĩa là chúng ta đi tìm cái sản phẩm nào khác phù hợp với họ, giá thấp hơn nữa để chúng ta bán. Còn khách hàng mua được rồi thì chúng ta phải biết up sell, là chúng ta lại tìm cái sản phẩm cao cấp hơn, chúng ta lại bán tiếp. Các bạn chưa? Nên là chúng ta cần phải học cái kỹ năng bán hàng.
khả năng bán hàng tốt thì đơn hàng chúng ta sẽ tăng lên cao liền. Chúng ta không biết cách bán hàng thì cũng bấy nhiêu khách hàng đó mà chúng ta không có được nhiều tiền. Mà thấy phần lớn mọi người mở cái hàng ra bán hàng rất là thụ động, cứ ngồi đó khách khách hỏi thì trả lời, khách không hỏi thì thôi. Cái đó là cái cách rất là thụ động. À, bước tiếp theo, bước số 6 là các bạn phải biết chăm sóc khách hàng. Khách hàng rất thích được chăm sóc. Mình muốn nói với các bạn vậy. Mình nè, mua hàng đây nè, áo của mình, quần của mình nè, có một cái thương hiệu thời trang nam ở Sài Gòn này, và mình là khách hàng của họ 20 năm rồi. Tuy nhiên họ không có nhớ gì về mình. Cứ mình cũng mua áo vest nơi họ, áo sơ mi này cũng mình mua nơi họ, quần mình cũng mua họ. Tự nhiên sao không biết cái cách họ may rất là hợp với mình. Nhưng mà hơn 20 năm rồi mình mua đồ của họ, cứ tới kỳ mình cần thì mình ghé họ mua, và họ không đòi hỏi, họ không nhớ gì mình. Chưa bao giờ họ lấy thông tin mình là ai. Và chưa bao giờ họ lấy số điện thoại, email để mà sinh nhật rồi gì đó, họ nhắn tin họ chúc mừng, họ không làm đâu, họ chỉ cần làm một cái động tác là họ nhớ mình thôi. Nhưng mà họ không có làm. Gần đây có một bạn cũng làm về thời trang, loại vừa thời trang và vừa stylist á. Bạn rất là phong cách, bạn rất là hay, và bạn giúp mình đi tìm được một cái chỗ, có một cái chỗ khác cũng may đồ rất là đẹp, cũng rất là hợp, và cái chỗ này nó chăm sóc mình kỹ hơn. Họ lấy thông tin mình và họ chăm sóc như thế nào đó, họ có những cái cô bé bán hàng rất là xinh đẹp ra ra chào mình, phục vụ mình. Các bạn, cái đó là yếu tố tâm lý, khách hàng vẫn thích nói chuyện hơn, họ lấy được thông tin của mình. Tính cái chỗ này họ lấy thông tin thôi rồi họ nhớ, họ biết mình thôi, chứ họ mình cũng thấy họ cũng không có chăm sóc, cả một năm qua họ cũng không có chăm sóc bây giờ. Nhưng mà dù sao cái chỗ này nó đỡ hơn chỗ kia, là nó biết tuyển những cô bé xinh đẹp hơn vào bán hàng, rồi nói chuyện với mình, phụ mình chọn đồ, ok chưa? Thì các bạn nó đỡ hơn chỗ kia một chút xíu thôi, nhưng mà mình thấy dù sao nơi này nó vẫn tốt hơn nơi kia. Đó là cái khâu chăm sóc khách hàng là giúp cho chúng ta gì, duy trì được mối quan hệ với khách hàng cũ, và để khách hàng họ thiện cảm, họ kéo được khách hàng mới cho chúng ta. Nói chung mình chia sẻ bạn những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm ra kinh doanh để các bạn có cái sự chuẩn bị kinh doanh về thời trang ở cái cửa hàng offline shop các bạn mở shop. Nên nếu mà bạn cần phát triển thêm thì bắt buộc bạn phải đi có kiến thức về kinh doanh, kiến thức bán hàng, kiến thức về marketing, ok chưa? Và cần phải đọc sách nhiều, cần phải học nhiều để chúng ta, cái việc kinh doanh chúng ta nó phát triển, làm cái gì thì chúng ta cũng phải đi học thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.